Hôm nay tại thao trường Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4 đã diễn ra các nội dung thi đấu cuối cùng của hội thi bắn tỉa toàn quân năm 2022. Các xạ thủ đã hoàn thành xong 3 nội dung của giai đoạn 2 và 3, hiệp đồng quan sát nhận dạng chỉ thị mục tiêu ban ngày, bắn đối kháng và bắn kiềm chế. Trong nội dung hiệp đồng quan sát nhận dạng mục tiêu ban ngày, các cặp xạ thủ có nhiệm vụ nhận diện chỉ mục tiêu cho đồng đội bắn theo màu sắc bốc thăm. Nếu không bắn trúng, phải lập tức cơ động từ 5 đến 7 mét mới được bắn viên tiếp theo. Bắn nhầm mục tiêu sẽ không có điểm. Nội dung bắn kiềm chế của giai đoạn 3, thi đấu đồng đội. Mỗi đội có 2 cặp xạ thủ, bắn các mục tiêu ẩn hiện trong vòng 10 giây ở cự ly 400 mét với 22 viên đạn cho mỗi đội. Có 7 vị trí bắn mô phỏng các loại địa hình, vật cản khác nhau. Các cặp xạ thủ bắn kiềm chế giúp nhau lần lượt cơ động qua tất cả các vị trí bắn để đến được vị trí quy định. Theo nguyên tắc một cặp yểm trợ, một cặp cơ động, chỉ khi cặp xạ thủ đồng đội tiêu diệt mục tiêu thì cặp tiếp theo mới được cơ động sang vị trí quy định để thực hành tiêu diệt mục tiêu. Trong nội dung cuối cùng, bắn đối kháng, các cặp xạ thủ tiến hành bốc thăm cặp thi đấu theo thể thức loại trực tiếp cho đến khi còn 2 đội thi đấu tại trận chung kết. Quá trình bắn, khi xạ thủ bắn trúng mục tiêu, trọng tài thực địa ra lệnh cho xạ thủ dừng bắn, xạ thủ còn lại tiêu diệt mục tiêu cho đến khi hết đạn hoặc hết thời gian bắn. Quá trình bắn không cho phép các xạ thủ chuyển đạn cho nhau. Cặp xạ thủ chiến thắng là cặp tiêu diệt các mục tiêu của mình nhanh hơn. Kết quả chung cuộc sau 3 giai đoạn: cúp huy chương vàng trường sĩ quan lục quân 1, cúp huy chương bạc binh chủng đặc công, cúp huy chương đồng quân khu 7. Ngày mai, hội thi bắn tỉa toàn quân năm 2022 sẽ tổ chức lễ bế mạc trao giải cho các đội giành thành tích xuất sắc nhất. Trong ngày hôm qua và ngày hôm nay thì sức nóng từ thao trường hội thi bắn tỉa toàn quân vẫn ở mức rất cao khi mà các tuyển thủ bước vào giai đoạn 2 thi đấu cặp xạ thủ và thi đấu đồng đội. Thời tiết trên thao trường những ngày này đã rất ủng hộ cho các tuyển thủ thi đấu. Đã có những sự tiếc nuối và cũng đã có những niềm vui khi các xạ thủ vượt qua được những giới hạn của bản thân mình trong những thời khắc ra quyết định cuối cùng. Ra quyết định. Bài bắn cặp xạ thủ thể hiện sự ăn ý tuyệt đối giữa hai vận động viên. Trong một phút, với 10 viên đạn được chia nhau, họ sẽ thay nhau bắn 6 mục tiêu cố định và các mục tiêu thưởng nếu như bắn xong trước thời gian quy định là 30 giây cho mỗi bia. Điều quan trọng là nếu không bắn được một trong 6 mục tiêu này, ngay lập tức cặp xạ thủ sẽ rơi xuống cuối bảng xếp hạng. Điều đó không cho phép họ được mắc sai lầm hay bỏ cuộc trong mỗi phát bắn. Mất 56 giây để cặp xạ thủ này hoàn thành bài bắn với số điểm tuyệt đối 100/100. Để đạt được cái thành tích như vậy thì chúng tôi phải tập luyện về tay cò cũng như yếu lĩnh động tác, về tâm lý lên bài bắn cũng như là xác định điểm bắn trên bia, làm sao rút ngắn được thời gian cũng như là phải bắn chính xác đúng mục tiêu. Trong quá trình bắn thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị tâm lý rất là vững chắc, phải quan sát đối thủ và phải hiệp đồng chặt chẽ trong đội với nhau, có bàn chiến thuật trước và hiệp đồng chặt chẽ giữa hai người với nhau. Đây cũng là đôi vận động viên duy nhất làm được điều này. Kinh nghiệm và óc phán đoán, khả năng quan sát rất nhanh để chấp thời cơ trong giây lát là những yếu tố quan trọng để làm nên một xạ thủ giỏi. Không những vậy, trong nội dung thi đấu cặp xạ thủ thì khả năng hiệp đồng tác chiến giữa hai tuyển thủ phải thực sự ăn khớp đến từng giây. Trong toàn bộ 10 bài bắn, chỉ có một nội dung cho phép các tuyển thủ được tính toán hỗ trợ lẫn nhau, còn lại tất cả cùng phải bắn. Vì vậy, quyết định bắn là của riêng mỗi người, nhưng kết quả là của chung tập thể. Qua quá trình luyện tập thì kinh nghiệm mình nhìn cờ, ví dụ cờ chéo hoặc là cờ phần phật hoặc là các yếu tố xung quanh lá cây, mình xác định nhanh, thật nhanh để thực hiện phát bắn đầu tiên đạt kết quả chính xác cao nhất. Còn đối với bài bắn được đánh giá là khó nhất của giải đấu lần này, bắn mục tiêu cố định ban đêm đòi hỏi kỹ năng rất cao của cặp xạ thủ trong môi trường đêm tối, không có thiết bị hỗ trợ nhìn đêm. Một xạ thủ bắn, người còn lại làm giá súng, nhưng bảo đảm súng phải chạm vào lưng và thân người không được nhô ra trước nòng súng. Chỉ với 3 cơ hội bắn, đòi hỏi cặp xạ thủ
phải chung một nhịp thở, cũng như lắng nghe và cảm nhận hơi thở của đồng đội để chớp nhanh khoảnh khắc đồng đội nín thở và ra quyết định bắn. Nội dung thi đấu này đã thể hiện được đầy đủ năng lực, trình độ và sự ăn ý của cặp xạ thủ, sự tin tưởng với khả năng ra quyết định của người bắn. Trước hết là chúng tôi tin tưởng rằng cái giải đấu này kết quả chung của 16 đội tham gia lần này của Việt Nam là rất tốt. Cái thứ hai là cái kết quả này cũng khẳng định là cái trình độ huấn luyện và khả năng chiến đấu của quân đội ta được nâng lên một bước về cái lực lượng bắn tỉa. Cái thứ ba mà chúng tôi khẳng định rằng chắc chắn với cái thi như thế này thì chúng ta tham gia hội thi quốc tế, chúng ta vẫn giành giải cao đối với các nước. Tất cả các đội tuyển bắn tỉa tham gia thi đấu lần này đang cho thấy một quyết tâm rất cao, khi mà trình độ và tâm lý thi đấu của các đội gần như khá đồng đều qua mỗi năm. Điều đáng ghi nhận đó là nhiều xạ thủ tuy lần đầu tiên tham gia tranh tài nhưng họ đã mang tới những bất ngờ lớn cho ban tổ chức. Có những thành tích cao nhất của Army Games đã bị phá vỡ. Và quan trọng hơn cả là sự khổ luyện, tích lũy kinh nghiệm của những xạ thủ ngày hôm nay là để những thời khắc phải ra quyết định trong tương lai luôn luôn được chính xác.